Hôm nay mình là Khiêm Trần đến từ Yuana Logistics. Mình lấy cái cảm hứng từ Shark Bình là ngày thứ năm hàng tuần là sẽ có một cái buổi livestream giao lưu với các bạn về chủ đề về khởi nghiệp, về công nghệ, về thị trường. Cái nội dung của các buổi đấy nó freestyle, có nghĩa là thực hiện các cái trao đổi hỏi đáp và mục tiêu là chia sẻ những cái trải nghiệm. Trải nghiệm là thứ mà cái người trải qua họ tích lũy được, họ quan sát được, họ rút ra được những bài học, và những người khác khi mà lắng nghe cái trải nghiệm đấy thì biết đâu nó có thể giúp ích được cho các bạn đỡ phải trả học phí của cái người đã đi trước đã trả. Thì mình có đọc cuốn sách của Shark Bình tên là Long Mạch, và cuốn một, cuốn hai thì tên là Gió Đông thì mình chưa có đọc, nhưng mà trong cái cuốn Long Mạch thì Shark Bình cũng chia sẻ rất nhiều câu chuyện thực tế về cái hành trình khởi nghiệp. Thì mình thấy đó là một cái ý tưởng rất hay, và tại sao mình không làm điều đó cho cái ngành logistics, là cái ngành mà mình đã có một cái khoảng thời gian gắn bó, kết nối, có một chút kinh nghiệm. Thì khuôn khổ của cái buổi livestream hàng tuần mà mình muốn trao đổi là để chia sẻ cái góc nhìn liên quan đến các chủ đề: một là logistics, hai là về startup, thứ ba là về công nghệ, và thứ tư là về Gen Z. Tại sao là Gen Z là có trong này? Bởi vì Gen Z các bạn biết là đang chiếm khoảng 1/3 lực lượng lao động, và nó đang có một cái khoảng cách thế hệ khá lớn giữa các bạn Gen Z với phần các anh chị đi trước. Và mình biết rằng là các bạn Gen Z đang gặp những cái khó khăn, những cái thách thức mà bản thân mình thời điểm cách đây 20 năm cũng đã đi qua. Thế thì rất mong là những cái trao đổi của mình nó sẽ đi trực diện vào các vấn đề các bạn đang gặp, để biết đâu đó vào một thời điểm nào đó thì những cái chia sẻ đấy có thể giúp đỡ được, giúp ích được cho ai đó về mặt góc nhìn. Thì đấy là cái lý do mà mình khởi xướng cái sân chơi này. Và sân chơi này thật ra nó không phải của riêng một mình hay của riêng bất cứ ai. Nó là mình muốn cái tiếng nói của cộng đồng logistics nó được trao đổi, được chia sẻ, được lan tỏa. Thế nên là trong các chương trình sau thì có thể sẽ có những anh chị khác cùng tham gia với mình. Đó, thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian vào buổi trưa để trao đổi cùng mình. Thật ra buổi trưa thì phần lớn mình quan sát các bạn làm văn phòng, thì đây là thời gian nghỉ ngơi này, ăn trưa này. Thế nếu như mà một tuần một lần mình có dành cho nhau đâu đấy khoảng 45-60 phút mình trao đổi, mình lắng nghe nhau, thì cũng có thể là một cái gì đấy nó gắn kết được, bởi vì các bạn đang phải hy sinh cái khoảng thời gian mà các bạn nghỉ ngơi để dành thời gian tham gia cái livestream này, được không ạ? Rồi, và đó là cái lý do mà khi muốn khởi xướng cái việc này. Và vạn sự khởi đầu nan, chắc chắn là những cái buổi đầu tiên thì chắc chả ai biết đâu. Thế nên là rất cảm ơn các bạn ngày hôm nay vào lúc này đã chọn có mặt hiện diện ở trong cái Zoom này. Và cái cam kết của Khiêm là có nhiều chia nhiều, có nhiều chia sẻ bấy nhiêu, để chúng ta lắng nghe những góc nhìn của nhau. Cảm ơn mọi người, và xin mời chúng ta có thể đặt câu hỏi, có thể hoặc là các bạn giơ tay ha, hoặc là các bạn nhắn tin vào ô chat, cái nào cũng được. Hiện nay mình có được một cái câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hải Nhi Layla, đó là: em là Nhi, làm được ngành được 5 năm, theo anh thì blockchain và IoT đang được ứng dụng thế nào vào ngành logistics? Cảm ơn câu hỏi của Nhi ha. Mình chia sẻ những cái thông tin mà mình biết. Thì cái câu chuyện về blockchain trong ngành logistics mà được
nhắc đến có thể là nổi tiếng nhất và nhiều nhất, đó là cái câu chuyện vào khoảng năm 2017 khi mà IBM hợp tác với Mets và sử dụng cái nền tảng Ethereum để làm cái câu chuyện đó là số hóa trong các hoạt động truyền tải dữ liệu. Thế các bạn biết là như vậy, thế giới thì đâu đấy khoảng 50 cái hãng tàu container lớn, và cứ mỗi cái shipment là hãng tàu nhận hàng của khách hàng và phải phát hành ra các cái bill, tức là các cái lệnh để người ta có thể đến nhận hàng ở cảng. Thì vì cái giá trị hàng hóa lớn, vì cái tính chất là hàng hóa được lưu chuyển ở cảng A, cảng B, cảng C qua tay rất nhiều người, thế nên là phải dùng cái bộ chứng từ giấy gọi là bộ bưu gốc thì cảng mới thực hiện cái lệnh là cho phép lấy hàng ra khỏi cảng. Và các bạn hình dung một năm là mẹ họ handle đâu đấy khoảng, mình nhớ không chính xác ha, nhưng mà đâu đấy là cũng phải 50-60 triệu tiêu á, thì bác hình dung là tầm đấy nó phải từng đấy bộ hồ sơ, mà bộ hồ sơ đấy nhiều lắm. Thì ở thời điểm 2017 đấy là cái công nghệ đấy được mục tiêu là để số hóa các hoạt động này, loại bỏ phần giấy tờ và mọi thứ nó được đọc lại bằng một cái tờ giấy có QR code. Thế ông nào mà đã được hãng tàu cấp quyền lấy hàng ra có QR code thì các cảng thì họ chỉ cần scan và họ cho phép lấy được cái container mà theo yêu cầu ra. Thì đấy là câu chuyện đầu tiên về về blockchain trong logistics. Cái tiếp sau đấy là một loạt các cái phong trào liên quan đến blockchain trong logistics lên ngôi, mà cái nổi trội nhất đó là truy xuất nguồn gốc. Thì các bạn biết truy xuất nguồn gốc thì nó liên quan đến các hàng hóa tiêu dùng, ví dụ như là trái cây này, thịt này, hàng hóa dược phẩm này, thực phẩm chức năng, là những cái người ta muốn chống hàng giả, người ta muốn theo dõi được cái vùng trồng đấy, trái cây đấy được trồng ở vùng nào, thu hoạch với nhà nào hái, trọng lượng bao nhiêu và tình trạng hàng hóa như thế nào. Thì khi mà nó đi qua rất nhiều cái bước của các cái đối tác trong cái chuỗi lưu thông đó, mỗi ông là một phần mềm khác nhau, mỗi ông được quản lý theo một cái hệ thống khác nhau, thì để giao tiếp được cái đấy thì nó cần có một cái hệ thống blockchain để nó trao đổi dữ liệu được với nhau để nó xác định chính xác. Thì đấy là cái trend thứ hai ở trong trong supply chain. Đó là tiếp theo làn sóng khởi nghiệp thì từ 2018 đến 22 tới nay, thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều cái startup họ ứng dụng cái blockchain để giải quyết các cái bài toán trong quản trị chuỗi cung ứng, ví dụ như là giảm thiểu giấy tờ giữa các cái đơn vị hợp tác với nhau, hay là truy xuất nguồn gốc. Thì đấy là những điều mà mình được biết liên quan tới tới blockchain. Còn bạn nào muốn hiểu sâu thêm nữa thì chúng ta có thể vào cái tài liệu về DHL Trend Radar, là một cái báo cáo khá là chính thống và công phu của tập đoàn DHL. Họ phát hành khoảng 2 năm một lần, họ chia sẻ những cái xu hướng công nghệ lớn đang diễn ra như thế nào, ví dụ cụ thể ra sao, thì nó sẽ trả lời được câu hỏi mà các bạn thật sự muốn quan tâm. Câu hỏi liên quan đến IoT. IoT ngày nay thì các bạn biết nó cũng đã được áp dụng khá là rộng rãi rồi. Cái điển hình mà các bạn thấy được trong IoT thường là các cái siêu để nó định vị container này, các cái thẻ tắc nó được gắn vào phần hàng hóa lưu thông, ví dụ chip kiểm tra nhiệt độ và giao tiếp qua IoT. Thế các bạn biết cái gốc IoT là như vậy, Internet of Things. Internet of Things là nó làm sao cái thiết bị đấy nó giao tiếp được với môi trường Internet, chẳng hạn cái trong container để đo nhiệt độ hàng hóa lạnh. Trước đây thì người ta phải dùng tới cái cách truyền thống là gọi là dùng súng đo nhiệt độ. Súng đo nhiệt độ có nghĩa là khi mà cái container đến một cái kho lạnh, mở cửa ra thì nhân viên sẽ dùng cái súng đấy bắn vào để coi nhiệt độ ở thời điểm đấy là bao nhiêu, thì nó ghi lại cái số đấy và nó truyền dữ liệu đi. Thì cái bước đấy nó khá là thủ công, hoặc là người ta phải kẹp cái nhiệt kế, và nhiệt kế xong rồi đến kho thì lấy ra. Thì tại thời điểm đấy bạn chỉ lấy được có một lần thôi, bạn lấy dữ liệu rất là thủ công. Còn IoT là một cái con chip ha, nó có cái sensor nhiệt độ, cái nhiệt độ được sensor ghi lại và ghi vào dữ liệu vào cái con chip đấy nó được kết nối với cái mạng truyền thông,
có thể là GSM, tức là mạng điện thoại mình thấy là 2G này, 2,5G, 2,75G này, hoặc là mạng 3G hay 4G, thì có một cái giao thức nó gọi là NB-IoT, tức là Narrow Band IoT, hoặc là cái giao thức gọi là LoRaWAN, Low Power Radio Frequency. Thì đó là những cái giao thức không dây và tiêu tốn năng lượng thấp để nó đẩy dữ liệu đi. Thế vì sao là cái mạng mà nó phải riêng như vậy, là vì á, cái thiết bị đấy nó sử dụng pin, nó cơ động mà sử dụng pin, và nó chỉ cần là on lên lấy dữ liệu đẩy đi và nó ngủ để nó tiết kiệm được năng lượng. Thì các thiết bị đấy ngày nay nó đang phổ biến khá là nhiều rồi. Thì đó là những cái mà mình biết trong ứng dụng IoT trong logistics. Còn các bạn muốn tìm hiểu thêm thì cũng tham khảo ở cái báo cáo DHL Trend Radar mới nhất ha. Câu hỏi số 2 đến từ bạn Tấn Duy. Em thấy AI hay các ứng dụng phần mềm đang ngày càng mạnh. Có thể chia sẻ ảnh hưởng của chúng đối với nguồn nhân lực ngành logistics trong tương lai không ạ? Ok, cảm ơn câu hỏi của Duy nha. Thì AI là cái thuật ngữ các bạn đang nghe rất nhiều đúng không ạ? Nhiều cái luồng ý kiến cho rằng nó là một cái sự đe dọa đối với cái nguồn nhân lực, có nghĩa là nó lấy đi công việc của chúng ta. Thì kính thưa các bạn, nếu mà quay lại câu chuyện về sự tiến hóa của cách mạng công nghiệp á, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đi từ cái bánh xe nè, chúng ta qua đầu máy hơi nước nè, chúng ta đến với động cơ điện, thì một ngày nào đó thì máy móc nó phải làm thêm được những thứ mà lặp đi lặp lại mà người ta chán làm rồi, thì AI nó giải quyết vấn đề đấy. Ví dụ như là tài xế, các bạn biết tài xế là một công việc rất nặng nhọc. Cái người tài xế ở trong cabin xe, nhất là tài xế đường dài, họ cực lắm, họ xa gia đình, họ ăn uống thì cũng vất vả, và ngồi trên tay lái sau lưng là hàng hóa, rồi phải vượt qua các trạm đường đèo góc cua rất nhiều thứ. Thế thì tại sao là không tự động hóa công tác đấy thay thế cho con người? Thì Google này, rất nhiều hãng xe này, họ đã phát triển công nghệ là xe tự lái luôn. Xe tự lái đấy thì giúp cho cái việc thay vì có người thì đỡ đi đúng không? Thì đấy các bạn thấy rõ là lợi ích của AI. Một ví dụ khác là về cái công tác đặt hàng đó các bạn. Các bạn sẽ thấy có những cái công ty, mình lấy ví dụ như là Bách Hóa Xanh hay là Co.opmart hay là Mega Market. Thế thì mỗi siêu thị như vậy họ đang bán đâu đấy là tầm khoảng 10 tới 20.000 mặt hàng, và đến từ khoảng từ 2 cho tới khoảng 4-5.000 nhà cung cấp. Thế là sẽ có những cái cán bộ họ cần phải kiểm tra tồn kho của từng cửa hàng, họ nhận đơn hàng từ từng cửa hàng, sau đó họ đặt cái hàng đấy cho nhà cung cấp, và nhà cung cấp giao hàng, và họ hàng hóa được giao đến cho các siêu thị. Thì đấy là một công việc lặp đi lặp lại và vô cùng nhàm chán. Nhưng nếu như mà đặt sai á, thì hoặc là siêu thị sẽ không có hàng để bán, hoặc là siêu thị lại quá tồn quá nhiều. Thế nên là cái người đặt hàng họ phải có hiểu biết, họ phải có hiểu xu hướng tiêu dùng, họ hiểu tình hình tồn kho, họ hiểu về chính sách khuyến mãi của các hãng. Thì vì có nhiều biến số, có sự phức tạp và mức độ ảnh hưởng cao, thế nên là con người đang phải trực tiếp xử lý. Thế nhưng mà các bạn sẽ thấy cái xu hướng mới nhất là Amazon là đã tính tới cái chuyện là tự động hóa luôn công tác đặt hàng. Có nghĩa là thay vì phải có người thì sẽ có cái robot đưa ra tính toán và đề xuất luôn cái đặt mặt hàng nào cho cửa hàng gì. Thì đó là một cái ví dụ mà các bạn thấy rằng là nguồn nhân lực của ngành logistics trong tương lai nó sẽ giúp cho chúng ta các cái công việc nặng nhọc, các công việc nhàm chán được giao cho máy móc, vì máy móc làm tốt hơn chúng ta. Thế thì chúng ta làm gì? Chúng ta đừng giải phóng khỏi những công việc nặng nhọc, khỏi những cái công việc nhàm chán, thì chúng ta sẽ tập trung vào những điều hay ho hơn, những công tác về chăm sóc khách hàng, suy nghĩ về những giải pháp nào mà robot nó không làm được, thì luôn có cơ hội cho những người chủ động tìm kiếm. Cho nên là các bạn đừng quá lo ngại ha, tương lai của chúng ta còn rất nhiều thứ để chúng ta có thể làm. Rồi mình sẽ đến câu hỏi số 3. Em rất hứng thú vào lĩnh vực logistics xanh và em biết công ty anh đã
có một vài hoạt động trong lĩnh vực này. Theo anh, làm sao để các doanh nghiệp logistics trung bình nhỏ có thể xanh hóa quy trình vận hành? Ok, rồi cảm ơn câu hỏi của bạn Hoàng Gia. Logistics xanh nó là một cái, bây giờ nó là một cái mệnh lệnh của cuộc sống rồi các bạn, nó không còn phải chuyện gọi là có thì tốt, hay tiếng Anh gọi là nice to have. Lý do là cái các bạn mà còn nhớ cái phim là An Inconvenient Truth của thời đấy của Phó Tổng thống Mỹ, là của Phó Tổng thống Mỹ, sorry mình không nhớ tên chính xác, thì bác viết bác nói về câu chuyện biến đổi khí hậu. Sự kiện đấy nó khoảng khoảng năm 2011 12 gì đấy. Thì lúc đấy thế giới bắt đầu nhận thức rõ cái tác động của biến đổi khí hậu đến loài người, và họ bắt đầu mong muốn cái con cháu của họ vẫn còn sống trong một cái hành tinh nó còn dễ chịu. Và thế là họ cùng nhau quyết tâm thỏa thuận là chúng ta phải chung tay giải quyết vấn đề này. Và các bạn biết là những nước mà hiện đại có nhiều tài sản, những nước đi trước, ví dụ các nước Âu Mỹ, họ đặt ra cái chủ đề này một cái hành động rất là quyết liệt, bởi vì họ thấy sự tác động rất ghê gớm. Đó là ý nghĩa xã hội ha, tức là người tiêu dùng đặt ra yêu cầu, tôi am green, tôi muốn cái chuyện tôi tiêu dùng là tôi phải xanh. Họ bắt đầu từ nhu cầu, tôi yêu cầu các nhà cung cấp cho tôi phải bán cho tôi cái gì đó nó xanh, nó thân thiện môi trường. Đó là một cái trend nó ngày càng mở rộng, nó ngày càng tăng, và nó cũng là một rào cản cho các công ty trên thị trường. Thì nếu các bạn biết thông tin, các bạn sẽ thấy là có rất nhiều nhà máy ở Việt Nam vì không đáp ứng tiêu chuẩn về green thì đã bị cắt hợp đồng với các hãng như Decathlon, như là Adidas. Bởi vì cuối cùng là khách hàng của Adidas, của Decathlon, của Nike, họ yêu cầu tôi chỉ mua sản phẩm xanh. Và đó là một sự phân hóa về mặt thị trường. Thế thì quay lại câu chuyện của Yuana Logistics, thì bên công ty anh cũng nhận thấy đây là một cái xu hướng và không thể đảo ngược rồi. Thì thay vì mình chờ đợi để phản ứng, thì mình hãy chủ động dẫn dắt xu hướng. Thế từ năm 2020, 21 là Yuana Logistics đã có cái ứng dụng về cái đưa cái pin năng lượng mặt trời lên mái để lấy điện đấy, để hòa vào lưới điện. Thì các bạn biết là hạ tầng điện của Việt Nam nó vẫn thiếu so với nhu cầu. Nếu mà theo cái quy hoạch điện, mình nhớ không chính xác là quy hoạch 7 hay quy hoạch 8, thì đến 2030 dự kiến là Việt Nam phải đầu tư khoảng tới 100, trên 100 tỷ đô nữa cho các nhà máy điện để có thể đủ nguồn cung cho tốc độ phát triển công nghiệp của Việt Nam. Nên nếu mà chúng ta không tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên, năng lượng tái tạo, ví dụ như là điện gió này, điện mặt trời, thì rất có khả năng là chúng ta sẽ bị thiếu hụt năng lượng, mà các bạn lúc đấy thì đâu có ai mà muốn đầu tư vào Việt Nam nữa, đúng không ạ? Thì Yuna Logistics ở bên mình đã đầu tư cái phần tới 20 GW cái điện mặt trời. Và các bạn biết là UNI Logistics là một trong những cái đơn vị logistics hiếm hoi là đầu tư cái máy hút ẩm. À, máy hút ẩm là một cái loại máy nó khá là đặc biệt, là vì nó chạy liên tục để nó hút các cái hơi ẩm. Các bạn biết là trong không khí, cái ẩm là cái môi trường để cho vi khuẩn phát triển. Nên là các cái hàng hóa mà để trong kho hàng lưu trữ, ví dụ như bàn ghế này, những cái vật liệu dùng ván ép, giấy tờ, hồ sơ này, các cái món mà nó nhạy cảm với độ ẩm á, thì nó cần được lưu trữ trong cái điều kiện đặc biệt như vậy, là phải có cái máy nó hút để điều khiển cái độ ẩm nó vào đâu đấy là phải dưới 50 hoặc 60%. Thì đó là cái hệ thống kho của Gemini có trang bị các cái máy này và tiêu tốn điện để giải quyết công chuyện đấy. Thế thì đó là một trong những cái hoạt động về dùng điện mặt trời, là một trong những cái đóng góp để giúp cho việc là hiệu quả hóa cái điện năng tiêu thụ, và cũng góp phần là làm xanh hóa cho các hoạt động vận hành. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai mọi người có thể dễ thấy hơn, đó là xe vận tải, xe container chạy tốn rất là nhiều dầu, và nếu mà những sai sót trong quá trình làm điều phối trả vỏ nè, thì
cái hệ thống mà you and I giải quyết đó là dùng nghệ là TMS, cập nhật theo thời gian thực, và nó giúp cho cái hoạt động điều phối xe nó được chính xác. Thì khi đấy á, là nó làm cho giảm được cái lỗi của con người khi mà thông tin sai dẫn đến tài xế chạy sai sai và nó làm lãng phí cái nhiên liệu xả thải ra môi trường. Thì các cái hoạt động mà dính tới logistics xanh á, thì nó là một cái hành trình dài, và UNI Logistics bên mình cũng rất là sẵn sàng lắng nghe các cái sáng kiến, các cái đề xuất của các đơn vị mà đang tham gia trong cái lĩnh vực gọi là logistics xanh, hoặc là gọi là ESG á, là hướng tới sự phát triển bền vững. Thì đó là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn về logistics xanh. Thì câu hỏi mà bạn hỏi sâu là làm sao doanh nghiệp mà quy mô vừa và nhỏ có thể xanh hóa cái quy trình vận hành, thì thực tế là cái hoạt động logistics nó liên quan khá nhiều đến môi trường. Ví dụ các bạn dùng xe xe tải, là các bạn tiêu thụ nhiên liệu dầu này, các bạn dùng các loại là trang thiết bị như xe chạy xe nâng mà chạy bằng dầu này, nó cũng là những cái nhân tố ảnh hưởng đến môi trường. Rồi các bạn chúng ta dùng nhiều giấy tờ ở trong vận hành này, thì đấy là những cái tác động cũng không tốt cho môi trường. Rồi các cái bao bì mà chúng ta không dùng, chúng ta bỏ đi ấy, thì cũng cũng là những cái lãng phí, đúng không ạ? Thì các doanh nghiệp chỉ cần có ý thức thì họ sẽ nhận thấy có rất nhiều cái cơ hội để giảm cái việc tác động đến môi trường. Ví dụ xe xe mà chạy xăng chạy dầu, có thể nghĩ đến xe chạy điện. Các bạn ngày nay các bạn thấy sự phổ biến của xe chạy điện bắt đầu nhiều này. Mình thì trải nghiệm xe điện của VinFast, mình thấy rất là ổn. Cả xe xe VF34 này, VF8 này, chạy xe điện chắc là ê, và nó ít cái tác động đến môi trường này. Ví dụ như về cái phần về giấy tờ này, thì có thể dùng công nghệ hóa, số hóa đi, dùng scan đi, dùng các máy tính bảng, dùng điện thoại đi để giải quyết vấn đề mà không cần phải giấy tờ. Các bạn cần phải có chữ ký số, các bạn cần có các cái hệ thống phần mềm chuyên dụng. Rồi các cái hoạt động ví dụ như xe nâng dầu, thì nghĩ tới chuyện là chọn các phương án xe nâng điện cho nó phù hợp hơn. Ngày xưa thì xe nâng điện thì dùng ắc quy trì, thì ngày nay có thể tính tới phương án là dùng cái pin lithium, nó đỡ cái tác động đến môi trường hơn. Có nghĩa là các bạn sẽ thấy là nếu bạn hỏi tiếp cái đấy thì chi phí đầu tư cao, đúng không? Thì hiện nay các cái nhà cung cấp giải pháp họ hiểu câu chuyện đó, là sự chuyển đổi nó làm cho doanh nghiệp e ngại. Thì cái xu hướng bây giờ là người ta sẽ, các cái đơn vị mà mới ra họ sẽ kết hợp với các đơn vị tài chính để họ cho thuê luôn. Cho thuê thì nó giải quyết cái bài toán là khỏi phải đầu tư, và sự chuyển đổi nó trở nên mượt mà hơn và xanh hơn. Cảm ơn câu hỏi của Hoàng. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo của bạn Hài Nhi. Em còn được biết các xu hướng mới trong vận chuyển hàng hóa như dùng drone và robot trong tương lai gần, các ông lớn 3PL trong logistics như you and I khi nào mới ứng dụng được xu hướng này anh nhỉ? Ok, cảm ơn câu hỏi của Hài Nhi. Cách đây khoảng 3 tuần thì Kim có cùng với các bạn you and I Logistics tham gia cái chương trình là kết nối về logistics tại Singapore. Thì ở đấy tụi mình được đi tham quan cái hoạt động của công ty YCX tại Supply Chain City. Thế là đấy là lần đầu tiên mà tụi mình được chứng kiến được một cái công nghệ mà ứng dụng drone trong nhà kho, đó là công tác đếm kho. Thế các bạn biết là ở trong kho thì nó cao khoảng 6 7 tầng kệ như vậy, thì cái việc đếm kho là một công việc vô cùng phức tạp. Mà luật ở Singapore là không có khái niệm là cho cái nhân viên lên cái lồng để nâng lên đấy cái độ cao 10 12 mét để đếm đó. Luật là không, họ không cho điều đó bởi vì nó không an toàn. Và thế là giải pháp mà cách truyền thống là cứ phải nâng pallet xuống, hạ xuống, đếm xong rồi bỏ lại, thì nó cực kỳ mất thời gian và tốn chi phí, đúng không? Thì control nó được thiết kế để nó lập trình về đường bay, về đường đi, thì nó cứ tự động tới ngày tới giờ là nó sẽ bật lên, nó chạy theo các vị trí kệ nó đếm. Thì nó
quay phim, nó scan cái barcode tại từng vị trí xong rồi chuyển tới vị trí tiếp theo, thì nó giúp giải phóng về yếu tố con người, giảm chi phí. Rồi hình như có ai đang bật mic đúng không ạ? Rồi thì đấy là câu chuyện về về drone ha. Robot, robot trong kho bây giờ phổ biến lắm rồi các bạn. Ở trên thế giới mà các bạn cứ vào YouTube search robot trong warehouse thì nó hàng loạt. Các công ty thì các bạn nhớ lại câu chuyện của Amazon, khoảng năm 2012 thì Amazon đầu tư vào, không, trước đấy đúng không? 2008 các bạn. Amazon đầu tư vào một công ty robot tên là Kiva, và họ là cái đơn vị chắc là đầu tiên á triển khai cái mô hình con robot nó nâng nguyên một cái khay, một cái kệ hàng để di chuyển hàng hóa trong kho thay vì con người phải đi tìm hàng. Thì thuật ngữ chuyên môn nó gọi là, truyền thống thì gọi là man to good, tức là con người phải đi đến đi hàng hóa, còn kia là good to man, G to M, để nó giải quyết bài toán lớn nhất mà các kho hàng đang gặp, đó là bài toán tìm kiếm hàng hóa, di chuyển và tìm kiếm hàng hóa. Thì đó là câu chuyện về robot. Thì từ khoảng 2010 đổ đi thì với xu hướng và phát triển của thương mại điện tử thì cái xu hướng ứng dụng robot trong kho nó ngày càng nhiều. Các bạn thấy những cái hãng lớn mà làm trong cái câu chuyện này bao gồm Kiva của Amazon nè, Cray Orange của Ấn Độ nè, Schaeffler của Đức nè, và hàng loạt các công ty công nghệ Trung Quốc mà có lẽ nổi tiếng nhất cho tới giờ là GitLab. GitLab họ đưa ra mô hình là cho thuê luôn, thiết kế cho thuê luôn cái hệ thống robot để khỏi đầu tư. Thì đó là cái mà chúng ta thấy là cái xu hướng ứng dụng robot nó ngày càng gần 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 với cái người dùng luôn. Và ở Việt Nam, nếu như các bạn đọc báo, các bạn sẽ thấy là Tiki Smart Logistics cũng đã triển khai một cái hệ thống kho robot mô hình tương tự kiểu kho Amazon ở một quy mô nhỏ. Ở Singapore thì tụi mình cũng trực tiếp chứng kiến cái vận hành của hệ thống kho robot cho thương mại điện tử này ở tại Supply Chain City của công ty Logistics YCX. Và câu hỏi là you and I khi nào mới ứng dụng được xu hướng này? Thì về mặt công nghệ thì thế giới nó đã sẵn sàng rồi. Mình không cần phải đi chứng minh là cái công nghệ này nó có ổn hay không. Mà câu hỏi là khách hàng nào mong muốn cái câu chuyện này? Thì you and I sẽ cùng với khách hàng đấy trao đổi và xác định lộ trình triển khai các cái kho ứng dụng robot. Có nghĩa là kho robot này nó không phải là cái hàng gì cũng ứng dụng được, không phải là cái mô hình nào cũng phải ứng dụng robot đâu các bạn, mà là nó phải đi theo cái đặc trưng đặc thù hàng hóa. Cái kho đấy, kho ứng dụng robot mà các bạn thấy nó chỉ phù hợp đối với những cái loại mà có tính chất số lượng mặt hàng là rất lớn, ví dụ tầm 1 triệu mặt hàng, số lượng cái cách handle hàng là nhỏ, ví dụ như là tới từ từ từng đơn vị gọi là piece level, và cái thời gian là nó cực kỳ gấp thì nó mới có ý nghĩa ha. Một trong những ví dụ các bạn có thể tham khảo là các hệ thống mà sorting tự động của Lazada e-logistics. Họ mới khai trương một cái trung tâm soạn ở trung tâm gọi là phân loại hàng hóa tại khu công nghiệp Sóng Thần với cái công suất là đến 1 triệu đơn một ngày. Thì đó là công nguyên tắc dùng cái băng chuyền đưa hàng hóa lên cân chỉnh nhận dạng và sau đó điều hướng đến các cái xe hoặc là các cái location của từng món hàng, giúp cho cái công tác mà phân loại hàng hóa nó trở nên nhanh chóng rất là nhiều. Đấy, cho nên là về mặt công nghệ thì sẵn sàng, bài toán cũng sẵn sàng, chỉ là quy mô nào phù hợp để làm thôi. Hay các bạn, cái này không còn khó nữa. Bạn Hoàng Gia gửi câu hỏi tiếp theo là một vấn đề khác mà em cũng đang băn khoăn là tình trạng nguồn nhân lực cho logistics đang rất thiếu thốn, trong khi tình trạng thất nghiệp thì vẫn đang tăng cao. Cho em hỏi là có công ty đã có những biện pháp gì để cải thiện tình hình này chưa ạ? Cảm ơn câu hỏi của Hoàng ha. Thực tế mọi người biết là từ khoảng giữa năm ngoái thì cái sau một cái đợt mà hồi phục sau Covid, kinh tế bắt đầu nhú nhú lên một tí thì cái tác động của xung đột ở Nga và Ukraine
và các cái tác động đến từ giá dầu tăng, rồi lạm phát tăng cao dẫn đến các cái ngân hàng trung ương là phải tăng lãi suất, ví dụ như Fed, rồi là họ tăng lãi suất đến lần thứ 10 và nó đã chạm mốc giữa 5 và 5,5%, là cái mức mà cao nhất trong lịch sử, không có nhé, nhưng mà cũng là mức rất cao trong lịch sử của Mỹ rồi á. Thì các bạn thấy là cái tổng cầu của tiêu dùng của thế giới nó đã bị sụt giảm nghiêm trọng, và có rất nhiều người ở các cái quốc gia ví dụ như Mỹ, châu Âu họ bị mất việc. Các bạn đọc các tin các bạn sẽ thấy là các công ty công nghệ như Google, Facebook, rồi PayPal, họ sa thải tới vài chục ngàn người. Thì đó là cái bức tranh chung của kinh tế thế giới. Thì logistics chắc chắn là cái ngành nước lên thuyền lên, mà khi mà hàng hóa tiêu dùng giảm thì cái hoạt động logistics chắc chắn là nó chậm trễ. Ví dụ như là các cái cảng Việt Nam, nếu mà các bạn đọc báo thì các bạn sẽ thấy nó giảm tới 20-30% sản lượng. Thì trong bối cảnh ngành mà nó đang suy giảm như vậy thì nhiều bạn đang làm trong ngành này cũng mất việc làm. Đấy. Thì đấy là cái câu chuyện về thừa, gọi là thiếu cái nhu cầu trong ngắn hạn, dẫn đến là cái lao động của mình nó sẽ phải phải xoay chuyển. Thì câu hỏi của Hoàng là tình trạng nguồn nhân lực đang rất thiếu, thì phải định nghĩa ra thiếu thiếu như thế nào. Cái nhân lực mà đủ năng lực, nhân lực chất lượng cao thì lúc nào cũng thiếu, kể cả khi kinh tế tốt cũng thiếu. Nhưng mà khi mà kinh tế đang không tốt đó, thì cái sự thiếu nó vẫn vẫn còn đấy nha. Cho nên là phải định nghĩa là thiếu ở đâu, thiếu cái gì, thiếu cái cấp độ nào. Còn tình trạng thất nghiệp tăng cao là cái tình trạng này là đúng, bởi vì các công ty đều co lại, co mình lại trong câu chuyện là tuyển dụng nhân sự. Có những công ty là chính xác là no new hire, tức là người cũ nghỉ cứ nghỉ còn không tuyển mới. Thế thì nếu bạn hỏi về biện pháp để cải thiện tình hình này thì mình chia sẻ một cái câu chuyện khác ha, có liên quan. Đó là ở Mỹ cái ngành gỗ nội thất là cái ngành mà Urna Logistics đang rất có thế mạnh đó, thì họ cũng đã gặp cái giai đoạn khó khăn, và từ đầu năm đến nay là đã đâu đấy là phải 6 công ty là phá sản và khoảng 4 5 công ty là phải phải tạm ngừng hoạt động thôi. Thì trong khó khăn đấy thì bỗng nhiên có một cái công ty, nó không lầm là tên là G-Trap, thì vẫn tăng trưởng, vẫn phát triển được. Thế người ta phải nhảy vào phân tích tại sao công ty này nó vẫn tăng trưởng. Thì có 5 bài học được rút ra. Cái bài học đầu tiên đó là cái sự gọi là sự dịch chuyển về mặt sản phẩm. Tức là trước đây ai cũng bán đồ nội thất hết, nhưng mà cái trong bối cảnh này thì họ trở nên có nhiều chọn lựa hơn, họ trở nên khắt khe hơn. Thì cái giải pháp là họ tập trung vào tư vấn và thiết kế. Miễn sao thiết kế phải đẹp, khách hàng phải thích, thì khách hàng có khuynh hướng sẽ chọn cái giải pháp của công ty này. Đó có nghĩa là tập trung vào cái giá trị khác biệt mà có thể đem lại cho thị trường. Thứ hai là sự dịch chuyển, có nghĩa là trước đây ấy, là ai cũng chăm chăm làm đồ nội thất đông người và sự cạnh tranh rất cao, nhưng mà cái mặt hàng ngoại thất là nó có tính chất khó hơn, là vì nó phải chịu được thời tiết và nó đòi hỏi cái kỹ thuật xử lý nó cũng phức tạp hơn. Thì trong lúc khó khăn mà nội thất ai cũng giảm xuống thì cái ngoại thất vẫn là một cái cửa sáng để họ làm. Đấy. Rồi đến cái giải pháp thứ ba là về mặt kết nối, về mặt mở rộng thị trường. Có nghĩa là trong bối cảnh mà nhiều công ty trả mặt bằng rồi giá mặt bằng đi xuống, thì họ tăng cái sự hiện diện của họ với một cái chi phí thấp hơn, thì họ cam kết họ đầu tư vì họ thấy rằng là mình có khả năng vượt qua được cái đợt khủng hoảng này. Thì đó là họ lúc họ mở rộng được cái mạng lưới, thì cái mạng lưới đấy nó giúp cho họ thấy có được cái niềm tin khách hàng là ông này ông chưa đóng cửa, ông có phục vụ mình tốt, thì mình phải nên dùng cái giải pháp của ông này. Đấy, giải pháp thứ tư thì liên quan tới công nghệ số hóa thì cũng giống mình. Giải pháp thứ năm liên quan tới nguồn nhân lực, thì họ xác định là họ không có sa thải nhân sự, họ xác định là họ bố trí, họ nâng cao upskill labor lên, họ tìm mọi cách. Nhưng mà thực tế nhá, thì vẫn có đâu đấy khoảng 5-10% gì đấy nhân sự họ họ thay đổi, không tránh được, nhưng mà họ đã cố gắng mọi cách để họ giải quyết vấn đề này. Thì ở Việt Nam, ở UNI Logistics mình thấy câu chuyện cũng tương tự, tức là chắc chắn là nguồn nhân lực là đang dư, nhưng mà
cái chỗ thiếu thì vẫn thiếu, mà có chỗ thừa thì nó vẫn thừa. Thì giải pháp đó là phải upskill, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, đa năng hóa. Tức là trước giờ một anh lái xe nâng thì chỉ lái xe nâng thôi, nhưng bây giờ phải dạy cho anh cái kỹ năng về thao tác, đi soạn hàng, đi kiểm hàng, đi nhận hàng, và anh giải quyết cái bài toán là anh đa năng hóa hơn thì anh làm được nhiều hàng hơn và thu nhập anh vẫn tăng. Đấy, cái bạn làm chứng từ trước đây chưa biết lái xe nâng đúng không? Thì học lái xe nâng thì lúc đấy mình đảo chuyển, luân chuyển cái nhân sự. Đấy là đây là cái khó khăn chung của thị trường, nó giúp cho you and I Logistics có thêm động lực để đi đi nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực của mình. Mọi người phải đa năng hóa hơn và mọi người phải năng động hơn, mọi người phải làm những cái ngành hàng mà trước đây mình chưa từng làm, và mở rộng sự hiện diện của mình ở những nơi mình chưa từng xuất hiện, thì cơ hội nó mới sinh ra. Còn nếu chúng ta bó tay, chúng ta chờ đợi, chúng ta than vãn thì chắc chắn là chúng ta dắt tay nhau xuống bùn. Đấy, câu hỏi của Huy, chương trình ý nghĩa đúng không? Mình giải thích rồi, đầu giờ rồi. Chương trình thì mục tiêu là chia sẻ cho cộng đồng logistics, là vì các bạn biết sao, logistics là một công việc thật sự nhàm chán và nó lặp đi lặp lại. Logistics là sự di chuyển của về vật lý của món hàng từ A đến B. Chúng ta không tạo ra một cái giá trị gia tăng gì về mặt vật lý đối với hàng hóa. Chúng ta chỉ tạo ra giá trị về mặt thời gian, về mặt giữ gìn giá trị, bảo tồn được giá trị, về sự chính xác. Thế nên logistics là cái ngành mà chỉ lập đúng thì không bị chê, nhưng làm sai thì chắc chắn là sẽ bị vùi dập khủng khiếp. Đấy. Cho nên là cái voice của người mà làm trong logistics là đâu đấy nó rất là nhỏ hẹp, bởi vì là logistics là công việc mà các cái chủ nhà máy, chủ doanh nghiệp đưa nó vào danh sách dưới cùng của sự quan tâm. Trong đầu họ phải nghĩ tới khách hàng ở đâu, bán được hàng thì làm sao thu được tiền, thu được tiền thì làm sao giải quyết các vấn đề liên quan tới ngân hàng, đúng không? Đấy, thì có rất nhiều cái vấn đề mà logistics là cái đối tượng ít được quan tâm ở trong trên thế giới. Và mình muốn cái chương trình này là một cái không gian để mình có thể kết nối, mình đưa tiếng nói của cộng đồng những người làm logistics đến gần hơn với cái số đông của thị trường. Rồi, câu hỏi của bạn Nguyễn Tuấn Hiệp, anh có thể chia sẻ về khả năng ứng dụng công nghệ mới blockchain AI với các công ty dịch vụ logistics SME? Mình thấy cơ hội có, nhưng action từ các công ty logistics chưa cao, mà vẫn từ các công ty công nghệ. Tuy nhiên, hội công nghệ sẽ không hiểu rõ về blockchain. Cảm ơn câu hỏi của bạn Tuấn ha. Khả năng ứng dụng công nghệ của các công ty logistics là ở đây, và cái giải pháp thì đang nằm ở đây, và hai bên nó đang chưa có ghép nhau. Thì vấn đề là gì? Thứ nhất là các công ty công nghệ mà đầu tư vào logistics, các bạn phải nhìn cái vấn đề nó như vậy nào. Phần mềm hay các ứng dụng cuối cùng bản chất nó là sự số hóa về mặt quy trình. Có nghĩa là có quy trình rồi và người ta tìm cách tự động hóa nó, thì đó là ứng dụng công nghệ. Blockchain hay AI hay IoT chỉ là tên của các công nghệ mà thôi. Được không? Thế thì nếu như mà các quy trình được chuẩn hóa và nó có sự giống nhau giữa các doanh nghiệp, thì đó là cái cơ hội để các công ty phát triển ra giải pháp. Và các công ty công nghệ nhìn chung là phải biết ơn những cái công ty về đưa ra yêu cầu dịch vụ để cho họ xây được các cái giải pháp. Thấy chưa? Thế thì khi mà làm ra được các giải pháp rồi á, thì câu hỏi là chi phí nào để doanh nghiệp có thể áp dụng được. Thì chúng ta quay lại lịch sử một chút, là trước đây cái chi phí về ứng dụng công nghệ Việt Nam thật sự nó cao, và nó là rào cản dẫn đến các công ty SME họ nghe thấy thì có vẻ hoành tráng nhưng họ không có tiền đầu tư. Thế thì xu hướng ngày nay là các cái giải pháp công nghệ này trở nên bình dân hóa, phổ thông hóa và được đưa lên nền tảng điện toán đám mây để dễ dàng sử dụng á, thì thực ra là nó có quá nhiều cái chọn lựa cho chủ doanh nghiệp SME trong việc ứng dụng công nghệ nha. Kể cả AI, blockchain, cái gì cũng có, đều có thể kiếm được một cái giải pháp dễ dàng, có made in Việt Nam cũng có, mà made in gọi là thế giới cũng có. Thì cái quan sát của bạn là action từ các công ty lock chưa cao thì thật sự là như vậy. Thứ nhất là người ta thấy rằng cái chuyện này nó hơi xa vời tầm tay. Thứ hai là người ta lo chuyện chạy ăn từng bữa. Thứ ba là thói quen, trước giờ không cần nó thì tôi còn sống, thì việc gì tôi phải nghĩ tới nó.
Thì để thay đổi được nhận thức của cộng đồng á, thì nó là một hành trình dài lắm Tuấn. Cho nên là chúng ta phải bắt đầu trước là chính chúng ta này, là chúng ta nhận thức được cái gì nó đang diễn ra, chúng ta nhận thức được giải pháp ngày nay nó rẻ rồi, nó gần rồi, dễ lắm, muốn dùng hay không thôi. Thế thì phần còn lại chính là sự thay đổi tư duy của các anh chị lãnh đạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đấy. Còn hội công nghệ không hiểu về lắp thì cũng không đúng đâu, tại vì phần mềm hay hệ thống viết ra là phải dựa trên cái nhu cầu người dùng ở thực tế, cho nên nếu như mà viết ra mà không dùng được thì các công ty công nghệ đấy nó còn không tồn tại đâu đấy. Bây giờ là 12 giờ 52 rồi này. À rồi, câu hỏi tiếp. Như vậy cần lực lượng nhân lực, đội ngũ tư vấn cho các công ty này lựa chọn và áp dụng công nghệ cho phù hợp. À, mình đồng ý với cái quan điểm này của Tuấn, đó là trước khi chúng ta ứng dụng công nghệ thì chúng ta phải thay đổi được tư duy của cái người lãnh đạo. Chỉ khi nào các anh chị lãnh đạo thấy rằng à, tôi ngồi đây tôi không biết tồn kho tôi còn bao nhiêu, đủ hàng sản xuất cho đơn hàng tới hay không, hàng của tôi giao đến khách hàng có đúng giờ không, khách hàng có hài lòng với chuyện giao hàng của chúng tôi hay không. Khi mà họ tâm tư về những câu hỏi đấy thì may ra anh em mình mới còn triển khai được nhanh. Còn trước mắt thì cái việc cái đội ngũ tư vấn là có ý nghĩa trong chuyện là đi thông não thôi cho các bác thôi, chứ không có từ đây đến đó để họ tự nhanh chóng triển khai áp dụng, là con đường mình nghĩ là còn xa lắm và cũng rất là cảm ơn các anh chị mà đang đóng vai trò tư vấn cho khách hàng trong lĩnh vực chuyển đổi số logistics, bởi vì có các anh chị thì người ta được cái tự tin hơn, ít ra có người như trước người ta chỉ cho mình con đường, còn nếu mà để họ tự mò mẫm họ bơi thì chắc không bao giờ đến đích đâu. Rồi bây giờ là 12 giờ 53 phút, không biết là các anh chị còn câu hỏi nào được không ạ? À? À, nếu mà không còn câu hỏi nào nữa thì mình nghĩ là chúng ta có thể dừng cái phần trao đổi của ngày hôm nay, và có thể chúng ta chụp một cái hình lưu niệm và hẹn gặp lại anh chị em mình trong cái buổi chia sẻ tiếp theo cũng vào 12 giờ 12 phút thứ năm hàng tuần. Và cũng có thể sẽ có những anh chị chuyên gia ngồi đây ngày hôm nay sẽ là khách mời, sẽ là người được mời lên để trao đổi chia sẻ cùng cộng đồng mình. Kim xin cảm ơn các anh chị em đã cùng tham gia cái buổi chia sẻ đầu tiên ngày hôm nay. Chúc anh chị em một buổi chiều làm việc thật hiệu quả. Chân thành cảm ơn.